Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn về JSP và Serverless Blog Style Insight. Mình là Việt. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái đối tượng là cookie. Thì cookie nó dùng để làm gì? Như bài trước chúng ta tìm hiểu thì là chúng ta có cái section, thì cái thằng này là dùng để thằng server nó check được cái việc client connect đến 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 server là mới hay cũ, và thông qua đấy thì nó giữ được cái liên lạc, tức là gần như kiểu nó tạo ra một kênh liên lạc với người dùng. Thì cái thằng này, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mà thằng thằng server nó nhận biết được rằng là thằng section này là của ông client nào, và thứ hai là section này là mới cũ, ví dụ thế. Thì thông qua cái ví dụ như chúng ta có thể hình dung có nhiều cách, ví dụ như người ta có thể là dùng loc hay là dùng bất cứ một cái biến ở đấy phía sau chẳng hạn. Thì thực tế thì là section container nó dùng một cái gọi là cookie để chứa cái section ID, tức là mỗi 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 cái section này nó sẽ có một cái ID riêng, tức là nó được generate một cái ID. Thì cái ID đấy nó được chứa ở trong một cái đối tượng gọi là cookie, tức là bản thân ban đầu cookie nó mục đích là như thế. Thì ở đây khi mà chúng ta thực hiện cái câu lệnh này request.getSection này, thì chúng ta không phải làm một số việc như là tạo một cái section mới hay là tạo ra cái section ID, rồi xong rồi tạo ra cái cookie, xong rồi gán cái section ID này vào cookie. Thì tất cả những cái việc đấy nó đều do thằng container làm. Thì ví dụ đầu tiên bây giờ chúng ta chưa có gì cả, thì chúng ta khi connect đến như này thì chúng ta có thể là check như sau. Ví dụ như chúng ta có cái request.get cookie ở đây. Thì với cookie, cái API nó có hai hai cái, tức là cũng liên quan đến response và request. Thì thằng request là cho chúng ta lấy cái cookie ra, và khi mà chúng ta lấy ra thì nó không cho lấy theo từng cái mà cho nó bắt chúng ta lấy theo mảng, tức là lấy toàn bộ thằng cookie ra và nó trả về một cái mảng cookie. Thì chúng ta sẽ dùng một vòng for để check, tức là mình chỉ minh họa cái cookie trong cái đoạn này nó gồm những cái gì. Thì mỗi thằng cookie thì nó có một cái gọi là name và cái value. Thì như này, thì đây chính là hai cái giá trị của cookie mà chúng ta quan tâm nhất, cái tên và cái giá trị của nó. Chúng ta chạy cái thằng login này. Thì các bạn sẽ thấy đây nó hiển thị ra màn hình một cái tên và một cái chuỗi số đây, một chuỗi giá trị gồm số và ký tự. Thì cái cookie name nó là dây section ID đây, và cái value là như này. Thì khi mà chúng ta thực hiện cái việc sử dụng cái cookie lần đầu tiên ấy, thì bản thân nó chỉ có duy nhất một thằng duy nhất như thế này mà thôi, là cái thằng để chứa cái section ID. Tiếp đến là bạn có thể tạo các cookie và chia sẻ giữa cái client và server. Thì ví dụ chúng ta thằng thằng request là thằng get cookie, thì thằng respond là cái thằng có thể thêm cookie mới chấm. Thì như các bạn thấy đây, add cookie thì cái tham số của nó là một cái cookie khác. Thì ví dụ chúng ta có thể là ví dụ viết cookie như này chẳng hạn, thì cookie bằng new cookie đây. Các bạn sẽ thấy là cái hàm khởi tạo của thằng cookie này nó có hai tham số, một là cái trường name và một là trường value. Thì ví dụ chúng ta đặt nó là location chẳng hạn, rồi Việt Nam ví dụ này. Thì khi này cái thằng bản thân cái thằng cookie nó được add vào thằng response này, và khi đó cái thằng response này nó lại được trả về cho cái thằng image show. Vì thế chúng ta sẽ check cái đoạn này ở trong trong cái image show này. Thì các bạn sẽ thấy là khi này nó sẽ có những cái gì. Xin lỗi các bạn, mình phải refresh nó. Thì sau khi refresh thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có hai cái cookie ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là
có một cái cookie cũng mặc định, đó là cái session ID đây, và cái thứ hai là cái location Việt Nam mà chúng ta tạo ra. Thì thông qua cái việc mà chúng ta tạo ra cái cookie và add vào cái thằng response, và sau đấy cái thằng request nó có thể lấy về được, thì đấy là một cái cách nữa để chúng ta có thể tạo ra cái một cái cách nữa để chia sẻ dữ liệu từ cái client và server, hoặc là giữa những cái servlet với nhau. Thì ví dụ như từ đây các bạn có thể gửi nó về cái thằng thằng Crocodile JSP này, thì trong cái thằng Crocodile này các bạn cũng tương tự như thế, thì các bạn có thể sử dụng cái thằng request này, request ở đây, và lấy các cookie ra để chứa dữ liệu. Thì đấy là một cái cách nữa thì để chúng ta lấy dữ liệu. Ở đây thì có một số cái chỗ, ví dụ như là cái chỗ cookie chẳng hạn, thì các bạn nhớ là khi mà chúng ta chỉ sử dụng cookie duy nhất một lần như thế này thôi, thì các bạn nên đẩy thẳng cái cookie này vào đây, chứ không cần phải tạo đối tượng như này nữa. Thì bởi vì mình muốn muốn giải thích cho nó rõ nên mình làm ra như này. Còn code thì các bạn không nên làm, các bạn nên new trực tiếp vào trong cái add cookie này. À, còn gì nữa nhỉ? Một tí liên quan về section. Section thì nó có một số cái phương thức, ví dụ như là chấm is, thì các bạn sẽ thấy có một cái lệnh là is new ở đây, thì nó sẽ có cái lệnh new này là nó kiểm tra cái giá trị section là mới hay là cũ, tức là được tạo ra lần đầu tiên hay là lần thứ thứ khác. Một cái nữa là get section boolean nữa, thì nó có hai cái giá trị được tham số chuyển vào, một là cái xin lỗi các bạn, một là giá trị true và một giá trị false. Thì với giá trị false của cái thằng section ấy, thì các bạn sẽ khi mà chúng ta get một cái section với giá trị false thì nó có hai lựa chọn. Một là nếu mà cái section đã tồn tại thì nó sẽ return về cái section này, section đó, và trường hợp thứ hai là nếu mà chưa có section thì cái không có bất cứ một cái section nào được trả về, và giá trị này mặc định nó bằng null. Còn trong trường hợp mà nó là trả về get section true chẳng hạn, và nó tương bằng bằng với câu lệnh này, thì có hai lựa chọn. Một là nếu mà đã tồn tại thì nó trả về cái section cũ, và thứ hai là nếu mà bạn là một client mới thì cái thằng request, thằng container, nó sẽ tạo ra một cái section mới và trả về cho bạn, thì cái này nó không bao giờ bị null cả. Thì thông thường nếu mà trong trường hợp các bạn không muốn check những cái việc section mới và cũ, thì các bạn nên sử dụng mặc định cái này để tránh những cái để tránh trường hợp các bạn phải check cái section này null hay không. Bởi vì trong trường hợp nếu mà null thì các bạn mà sử dụng câu lệnh này thì chắc chắn nó sẽ tạo ra cái lỗi gọi là null pointer exception. Thì đấy là một tí nữa về về section mà mình muốn các bạn chú ý thêm trong quá trình làm việc. Thì bài này mình dừng lại đây đã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.